Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với mọi người rằng: Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi thì con người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy khi người ngửi đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh tiên thần. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, cách riêng là quý ông bà và anh chị em giáo khu Ca Thánh Tử Đạo Việt Nam rất là thân mến, hôm nay cùng với toàn thể giáo hội chúng ta long trọng cử hành lễ kính Ca Thánh Tử Đạo Việt Nam là cha ông đức tin của chúng ta. Cách riêng đối với giáo khu Ca Thánh Tử Đạo thì chúng ta lại còn vui mừng hơn rất là nhiều. Sau thánh lễ chúng ta còn có tiệc mừng nữa. Mừng lễ kính Ca Thánh Tử Đạo Việt Nam, chúng ta nhìn lên ảnh của các ngài. Nếu có một điều xin với các ngài, chúng ta xin cái gì? Nhìn vào các thánh tử đạo Việt Nam, nếu xin của cải trần gian này thì chắc chắn là các ngài không có. Nếu chúng ta xin sức khỏe thì chắc là các ngài trong tù, có những người là chết rũ tù thì chắc là cũng chẳng có sức khỏe. Nếu chúng ta xin gọi là danh lợi thì các ngài lại càng không có danh lợi, không có gì ạ. Nếu xin cho các ngài một cái sự gì đó dễ chịu đó, một cái gì gọi là cho cuộc sống của chúng ta bớt đi những khó khăn, thì chắc chắn là các thánh tử đạo là những người trăm nghìn những khó khăn. Chẳng có, các ngài không có cái dễ chịu, không có một cái gì đó là bình an, yên ổn để mà cho chúng ta. Ngài chỉ có những cái khó khăn, gian truân, sầu khổ thôi. Vậy thì các thánh tử đạo Việt Nam có cái gì cho chúng ta? Có đức tin. Nơi các ngài chỉ có đức tin mà thôi. Còn nếu chúng ta xin những cái thứ khác, xin các thánh tử Việt Nam cuộc sống con khổ quá, xin ngài giúp cho chúng con cuộc sống được nhẹ nhàng hơn, thì các ngài bảo ngày xưa đấy, chúng tôi đi theo Chúa chúng tôi còn khổ gấp trăm lần các ông các bà, không có gian khổ thì làm sao mà có đức tin được. Con xin được đọc một chút về các thánh tử đạo Việt Nam đã chết anh dũng như thế nào. Theo sử liệu, hạt giống đức tin đã được gieo rắc trên quê hương Việt Nam chúng ta với sự hiện diện của một thời sai giáo sĩ Inyiku vào năm 1533, tức là 500 năm đó. Công cuộc truyền giáo mới ở trong giai đoạn khởi đầu mà đã bị thử thách nặng nề với cái chết vì đạo của chân phước Andre Phú Yên vào năm 1644. Tức là mới truyền giáo chẳng được bao lâu thì đã có từ đạo rồi. Từ đây giáo hội Việt Nam phải trải qua nhiều thời kỳ bách hại, có lúc đẫm máu qua các thời đại của vua Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, đặc biệt là với nhóm Văn Thân. Các nhà cầm quyền thời đó đã dùng mọi hình phạt dã man để khủng bố tinh thần các thánh tử đạo Việt Nam chúng ta. Nhưng các ngài đã anh dũng chịu đựng vì Chúa, không có hình phạt nào có thể tách các ngài ra khỏi tình yêu của Đức Kitô. Sau đây là một số hình phạt, một số các nhục hình mà các thánh tử đạo đã phải chấp nhận, đã đón nhận để trở thành chứng nhân đức tin cho tất cả chúng ta. Thứ nhất, bá đao. Bị Lý Hình dùng dao cắt xẻo từng miếng thịt trên thân thể cho đủ 100 miếng. Cái chết này có một vị. Thứ hai, lăng trì. Chặt chân, chặt tay trước khi bị chém đầu. Cái chết này có 4 vị. Thứ ba, thiêu sinh. Bị thiêu sống, chết cách này có 6 vị. Sử trảm. Bị chém đầu, chết cách này có 75 vị. Tức là chặt đầu. Sử giảo. Bị chồng dây vào cổ và bị Lý Hình kéo 2 đầu dây cho đến chết, cách này có 22 vị. Và chết rũ tù,
bị tra tấn hành hạ đủ cách đủ kiểu, rồi bị bỏ đói cho tới khi kiệt sức và chết gục trong tù. Ở đây có anh Lê Thị Thành của chúng ta, chết cách này có 9 vị. Và kế đó là kế hoạch phân xác vào thời vua Tự Đức, một kế hoạch quá độc địa. Kế hoạch phân xác được vua Tự Đức cho thi hành vào năm 1851 đến năm 1856. Do sự thi hành kế hoạch phân xác này mà gần 400.000 giáo dân Việt Nam phải bị phân xác, tức là bị chia lìa đó. Tức là đại khái là người đàn ông có đạo thì ở với một cái bà lương dân, một cái bà có đạo thì ở với một ông lương dân, để con cái chúng ta thì ở chung với những cái người không có đạo hay là đạo khác. Trong đó có từ 50.000 đến 60.000 giáo dân chết nơi phân xác, 100 làng công giáo bị tàn phá bình địa, 2.000 họ đạo bị tịch thu tài sản ruộng đất, 115 linh mục Việt Nam và 10 giáo sĩ ngoại quốc bị giết, 80 dòng Mến Thánh Giá bị phá tan, 2.000 nữ tu Mến Thánh Giá phải tan tác, 100 nữ tu Mến Thánh Giá chết vì đạo. Kế hoạch phân xác này thật là tàn độc. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lược qua một chút như vậy để cho chúng ta thấy, nếu như Thánh Phaolô bảo rằng là vàng mà còn phải thử lửa thì đức tin của anh em còn quý giá hơn vàng. Vì thế nếu như chúng ta vừa lược qua những cái nhục hình như vậy, chúng ta cảm thấy đau khổ quá, đau khổ quá. Thế nhưng ở một khía cạnh nào đó, chính những đau khổ này đã làm nên đức tin anh dũng của các thánh tử đạo. Và gửi cái hình ảnh đó để cho tất cả chúng ta, cách riêng là anh chị em giáo khu các thánh tử đạo, chúng ta vinh dự hay là can đảm nhận các ngài là bổn mạng, thì xin cho chúng ta cũng có một cái đức tin. Và đức tin của chúng ta chỉ thật sự có khi chúng ta phải trải qua gian khổ. Trong bài tin mừng chúng ta nghe cha phó đọc là: ai muốn theo ta phải từ bỏ mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình. Con muốn chia sẻ cái tâm tình này cũng là cho chính bản thân con thôi. Người ta chỉ thật sự mạnh mẽ khi người ta có đức tin, và đức tin phải được trải qua gian khổ. Vì thế nếu đi theo Chúa, nói như Đức Giáo Hoàng Phanxicô đó, đi theo Chúa mà thoải mái quá thì xem ra đấy không phải là Đức Kitô. Nếu giáo hội mà chỉ toàn là những cái chuyện vui vẻ thì đấy không phải là giáo hội của Đức Kitô. Đấy không phải là con đường nên thánh, con đường của thập giá. Vì thế cái ý thứ hai con muốn chia sẻ, nếu như ngày xưa có những cuộc bách hại để tạo nên, có thể nói là cũng là một cái cơ hội để tạo, để có các thánh tử đạo Việt Nam, thì ngày hôm nay chúng ta phải tự đạo mỗi ngày. Chúng ta cần phải tập đi theo Chúa, cần tập hy sinh mỗi ngày. Ông bà nhà ta có ba cái ý dạy cho chúng ta đó, đó là ma quỷ thế gian và xác thịt. Chúng ta phải tự đạo với chính cái thân xác của chúng ta đây này, với những cái mệt mỏi, với những cái đòi hỏi tự nhiên của thân xác, với những cái tham lam của thân xác. Rồi chúng ta phải tự đạo với chính cái gọi là quyến rũ của thế gian này. Giữa thế gian có một cái thang giá trị, và đối với Chúa cái thang giá trị hai bên nó ngược hẳn nhau. Vinh quang của thế gian là cái đáng gọi là xấu hổ đối với vinh quang của Thiên Chúa, mà vinh quang của Thiên Chúa thì lại là cái mà thế gian coi khinh coi rẻ. Thì chúng ta cần phải chiến đấu, tức là đi ngược dòng, đi ngược dòng. Và cái thứ ba là chiến đấu với ma quỷ. Thì Thánh Phaolô bảo rằng là chúng ta không phải là chiến đấu với sức con người mà chiến đấu với cái ma quỷ. Vì thế phải có sức mạnh của Đức Kitô trong lòng của chúng ta. Thế thì đấy là nếu chúng ta nếu muốn có một đức tin, nếu chúng ta muốn hưởng phúc thiên đàng, phải có đức tin thì mới có thiên đàng. Thì cuộc sống của chúng ta ngay từ ngày hôm nay, giống như Đức Giêsu cách đây ít ngày thì ngài cũng nói đấy, khi mà có người hỏi Đức Giêsu rằng bao giờ triều đại Thiên Chúa đến, thì Chúa Giêsu nói là triều đại Thiên Chúa đang ở giữa anh em, nhưng mà cũng sẽ có gọi là giặc giã, có cái này có cái kia, nhưng trước khi điều đó xảy ra thì con người phải chịu đau khổ nhiều. Mừng lễ các thánh tử đạo Việt Nam xin cho chúng ta cũng phải ý thức đi theo Chúa không có con đường nào ngoài con đường thập giá. Và chúng ta hãy tập hy sinh ngay từ ngày hôm nay, và có hy sinh mỗi ngày, đức tin của chúng ta mới sáng lên, xứng đáng là con cháu của các thánh tử đạo, và cũng là trách nhiệm gìn giữ đức tin
cho con cháu của chúng ta. Chúng ta đứng lên tuyên xưng đức tin. Tôi tin khinh Đức Chúa Trời.